Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà thuộc phường Lạc Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với dự án này thì có 2 căn, đã bán 1 căn, chỉ còn 1 căn. Căn nhà này nằm trên mặt ngõ thông và cách với đại đường ô tô đi lại chỉ 20m. Thiết kế của ngôi nhà là 5 tầng, rất là hợp lý nha quý vị. Hướng nhà là hướng Tây Nam, đường ô tô cách nhà 20m, xung quanh đi lại thuận tiện, cách 100m là ra tới trục đường Lê Trọng Tấn. Với cái thiết kế của ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa gỗ. Với cái thiết kế 5 tầng, nhà xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, sổ đỏ vuông đét và cái giá chào bán hiện tại của chủ nhà đang chào là 3.950.000.000 cho một ngôi nhà ngõ thông mọi người nhé. Với cái tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Và ở đây thì Ngọc Ánh đang đứng là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với cái phần này thì hoàn thiện. Nói chung với cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ, xách vali về và ở được ngay. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện nước đều đã được lắp đặt cho quý vị xong hết, đầy đủ hết. Từ vị trí này cách với 100m là ra tới trục đường Lê Trọng Tấn gần với lại trường mầm non Mùa Xuân ngay đây. Và với cái căn nhà này xung quanh tiện ích gần như là ngập tràn. Đối diện với cái đường đi vào nhà này, nó là bên kia, nó là Park City quý vị nhé. Nói chung với cái vị trí này, giao thông đi lại rất thuận tiện, gần với lại trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, gần với lại công viên Thiên Văn Học, gần với lại trung tâm Hà Đông, bệnh viện Đa khoa Hà Đông này. Những cái tiện ích cơ sở vật chất đều thiết kế cho quý vị đầy đủ, gần với lại điểm xe buýt. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà và đây là phần phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp cũng được hoàn thiện cho quý vị xong hết rồi. Đó, quý vị chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Với phần không gian phòng bếp, thiết kế tủ bếp chữ L, phụ kiện mọi cái lắp đặt đều đầy đủ. Gỗ thì là thiết kế gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Phụ kiện tất cả đi kèm, chất liệu rất là cao cấp. Inox 304, chậu rửa, vòi rửa, tất cả đều lắp đặt cho quý vị đầy đủ, hồ sơ điện nước. Và phần tầng 1 ngoài ra thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng được cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng cho quý vị. Với cái căn nhà này thì toàn bộ hệ thống tay bị cấu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5. Thiết kế ở đây toàn bộ cho quý vị là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, đá đen cổ trắng. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách là có một cái vách CNC hợp lý. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà ngõ thông này thiết kế ra sao nhé. Quý vị ơi, với tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thì ngôi nhà này thiết kế giống nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Với cái căn phòng ngủ này thì chủ nhà đã lắp đặt cho quý vị ở đây là nội thất, giường, tủ đầy đủ hết rồi. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Với cái kích thước giường 1m8, 2m rất là hợp lý. Gỗ sồi mọi người nhá. Với cái cửa sổ thông thoáng ở trong không gian phòng, lấy toàn bộ ánh sáng tự nhiên. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Sàn gỗ công nghiệp lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Đây. Tủ quần áo này, giường này, thiết kế rất là chỉn chu. Và quý vị có thể cảm nhận luôn không gian phòng như thế này, giường, tủ, quý vị vẫn có thể kê được thêm đồ vào nữa nhé. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master, thiết kế ở phía bên trong phòng ngủ đây. Phòng vệ sinh của ngôi nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, quạt hút mùi, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Nước ở đây thì toàn bộ quý vị cứ yên tâm, nước sử dụng là nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, hồ sơ điện, hồ sơ nước, công tơ điện, công tơ nước riêng biệt từng căn. Ở đây có 2 căn thì đã bán 1 rồi và chỉ còn duy nhất 1 căn này thôi quý vị nhé. Và mời mong theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3, tầng 4, tầng 2 thiết kế giống nhau, tuy nhiên
chủ nhà ở phía tầng 2 là có lắp đặt thêm giường, tủ, nội thất cho mình. Còn tầng 3, tầng 4 chủ nhà để trơn như thế này để quý vị có thể về lắp đặt cũng như là sắp xếp theo cái sở thích của từng người, từng quý vị và cái công năng sử dụng riêng. Đây là phần tầng 3 thì đấy là cũng thiết kế đầy đủ, tất cả các phòng đều có cửa sổ ánh sáng, phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong. Như vậy với căn nhà 5 tầng này thì chủ nhà thiết kế cho quý vị 3 phòng ngủ rộng rãi, 1 phòng vệ sinh. Tất cả là thiết kế theo các phòng, các tầng riêng. Đây là phòng vệ sinh nha quý vị. Đó, phòng nào cũng được trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh, sử dụng công năng cho từng tầng. Nói chung quan trọng nhất đó là cái vị trí bất động sản thôi. Còn thì cái thiết kế, cái chất lượng xây dựng thì đa phần nó là xem nhau quý vị ạ. Và cái thiết kế, cái công năng sử dụng thì quan trọng nhất nó là cái vị trí bất động sản quý vị mong muốn. Căn nhà này hướng Tây Nam, ngõ thông và giá bán 3 tỷ 950 triệu đồng. Mời quý vị theo Trần Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Bởi vì tầng 4 thiết kế giống hệt như tầng 2, tầng 3 rồi. Vậy thì còn tầng 5 thiết kế ra sao? Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị. Phần sân phơi rất là rộng rãi. Đứng từ vị trí ngôi nhà này có thể nhìn thấy kia là Park City mọi người ạ, chung cư Parkera đang xây dựng. Rồi là xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ trường phường trạm, chợ dân sinh, ở trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với lại trung tâm thương mại, gần với lại bệnh viện lớn, gần với lại bể bơi La Khê. Nói chung với cái căn nhà này tiện ích ngập tràn. Giá bán thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, vị trí, đường hướng Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.